Bạn sẽ làm gì khi đã là triệu phú vì chỉ sở hữu 1.000 Bitcoin? Chào bạn, chào các pioneer. Chúng ta đã thảo luận khá nhiều về tâm lý giao dịch Bitcoin. Khi đã có Bitcoin, chúng ta lại chần chừ bởi việc hồn hay bán. Khi giá đã 1 đô như hiện tại, thì liệu chúng ta có chốt lời hay cứ quên nó đi và chờ đợi ngày Pi 314 đô? Giả sử bạn có 100 Pi, nếu bán ngay bây giờ, bạn sẽ có 100 đô. Nhưng hồn 5 năm, nếu giá 314 đô thì bạn sẽ có 31.400 đô. Con số sẽ còn rất khủng khiếp nếu bạn đang có 1.000 Pi. Có rất nhiều sự lựa chọn khi bạn sở hữu Bitcoin và mỗi người đều có cho mình một kịch bản tiêu xài Bitcoin như thế nào cho hợp lý. Chúng tôi không nói về các chuyên gia blockchain nữa. Hôm nay hãy cùng Pinetwork Daily tìm hiểu về cách xài tiền của cộng đồng Bitcoin khi Pinetwork đi vào mainnet. Đây là một quan điểm rất đáng để tham khảo và đã được đăng trên diễn đàn Fireside Forum. Xin mời các pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Nếu bạn sở hữu 1.000 Pi khi Pinetwork mở mainnet hoàn toàn, điều này có thể mang lại cơ hội tài chính lớn nếu được quản lý và sử dụng khéo léo. Dưới đây là một số chiến lược gợi ý dành cho bạn. Xem xét giá bán ban đầu của Pi trên sàn giao dịch. Khi Pi được niêm yết, giá có thể dao động mạnh do cung và cầu. Theo dõi các tín hiệu thị trường để ước lượng giá trị của 1.000 Pi sẽ quy được bao nhiêu đô. Tính toán giá trị tiềm năng. Nếu giá Pi đạt 1 đô như hiện tại, bạn sẽ có 1.000 đô. Nếu Pi tăng lên 10 đô, bạn sở hữu 10.000 đô. Tuy nhiên, cần chuẩn bị cho các biến động giá vì chắc chắn giá sẽ không đứng yên. Phần 1. Chiến lược sử dụng 1.000 Pi. 1. Chia nhỏ tài sản để quản lý rủi ro. Giữ lại một phần làm tài sản dài hạn khoảng 50%. Nếu bạn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Pinetwork, hãy giữ lại số Pi này trong ví để tận hưởng giá trị tăng trưởng dài hạn. Điều này giống như việc bạn hold Bitcoin hoặc Ethereum thời kỳ đầu. Sử dụng một phần để giao dịch khoảng 30%. Tham gia giao dịch trên các sàn để tận dụng biến động giá ngắn hạn, đầu tư vào các ứng dụng hoặc dự án trong hệ sinh thái Pi. Dành một phần cho chi tiêu hoặc thanh toán khoảng 20%. Hãy sử dụng Pi để mua sắm, thanh toán dịch vụ hoặc đổi lấy hàng hóa. Điều này giúp bạn trải nghiệm thực tế Pi trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc này cần cân nhắc kỹ vì bạn có thể vi phạm chính sách ở các quốc gia sở tại. Không phải tất cả các nước đều cho sử dụng crypto thay thế tiền pháp định. 2. Đầu tư vào hệ sinh thái Pi. Bạn có thể hỗ trợ các DApp hoặc startup xây dựng trên blockchain của Pi, mua token của các dự án hợp tác với Pinetwork nếu thấy tiềm năng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Pi để staking, tức là gửi Pi để nhận lãi. Bạn có thể sử dụng một phần tài sản để tạo thêm thu nhập thụ động. Tuy nhiên, hãy lưu ý là bạn không nên bán toàn bộ Pi quá sớm. Nếu giá ban đầu thấp, việc giữ lại Pi có thể mang lại lợi ích lâu dài. Hãy theo dõi thị trường, cập nhật tin tức, phân tích giá và các động thái lớn từ cộng đồng Pi. Bạn cũng đừng quên bảo mật tài khoản, đảm bảo ví của bạn an toàn và tránh các rủi ro như lừa đảo, đánh cắp. Phần 2. Phát triển cùng nền tảng sau mainnet mở. Hãy tận dụng cơ hội dài hạn khi bạn đã là một phần của Pinetwork. Tham gia cộng đồng và xây dựng hệ sinh thái, đóng góp vào sự phát triển của Pinetwork có thể mang lại những cơ hội lớn hơn như hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, học thêm về blockchain. Kiến thức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các cơ hội tiềm năng trong thị trường tiền mã hóa. Sau khi mainnet, sẽ có khá nhiều dự án tiếp tục phát triển trên Pinetwork, đem lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng. Nếu dự án phát triển, thì các token của dự án cũng sẽ tăng trưởng trong tương lai. Bạn hoàn toàn có thể mua lại các loại token này bằng Pi để nhận được sự tăng trưởng kép. Trên đây là một góc nhìn đến từ một thành viên của cộng đồng Pinetwork. Bài viết đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Chúng tôi đã dịch thuật và mô tả lại để các bạn dễ hiểu hơn. Không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi Bitcoin mainnet. Có thể giá sẽ chỉ 0,1 đô, cũng có thể là khởi đầu 3,14 đô. Sau đó là hành trình tăng giá đầy hứa hẹn trong tương lai. Tuy nhiên, mua hay bán, hold hay xả hàng là quyền quyết định của bạn ở từng thời điểm thị trường. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một hành trình đầu tư và chốt lời đầy thú vị cùng Bitcoin. Đến đây thì video của chúng ta cũng sẽ khép lại. Theo bạn thì chúng ta nên phân bổ Bitcoin như thế nào khi mainnet mở xảy ra? Hãy để lại suy nghĩ của mình để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pinetwork và giao dịch an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.